Đây là chuyên mục clone và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những chai nước hoa clone mà mình đánh giá rằng tốt nhất của chai nước hoa Le Labo Another 13, một trong những hot hit mấy năm gần đây rồi. Và tôi tin chắc rằng ở ngoài kia rất nhiều người đang đi tìm clone của Le Labo Another 13 với một cái mức giá thành rẻ, mùi mượt mà, hiệu năng còn phải tốt. Còn nếu như bạn là một người không care lắm hoặc là anti về Le Labo, đặc biệt là A13, thì các bạn có thể ấn vào dấu X ở trên này để có thể bỏ qua cái video lần này. Còn không thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Nhân vật mà mình sẽ nói trong ngày hôm nay đó chính là Alexandria AZ13. Đây chính là em nó, nhân vật chính của chúng ta. Hiện tại thì Alexandria đang được phân phối tại EAP và tôi cũng là một trong những người hợp tác với EAP để có thể mượn được những sản phẩm cũng như là mang nó đến đây để có thể làm review cho các bạn. Và tôi cũng đã làm qua vài con của Alexandria rồi. Các bạn có thể tìm lại những cái video đầu tiên trong chuyên mục nước hoa clone về Alexandria để hiểu hơn về lịch sử cũng như là cảm hứng sáng tạo của cái thương hiệu đến từ Mỹ này, nhưng mà làm thì rất là Trung Đông và Dubai, đúng không? Trước tiên thì chúng ta cũng phải nói qua đó là trên thị trường hiện tại thì đang có khá là nhiều nhóm mùi làm giống với chai nước hoa Le Labo Another 13. Đây, em đó, chúng ta có thể nghe qua về Mud Cashmere của nhà Atta Collection. Chúng ta cũng có thể nghe qua những cái mùi hương như kiểu là Juliet Has Gun Not A Perfume, cũng là một cái mùi mình cũng đã làm khá là lâu rồi. Rẻ hơn thì ngày xưa mình còn nói với các bạn là nếu như các bạn tìm, các bạn không chê thương hiệu Việt thì các bạn có thể tìm đến chai nước hoa Mora Marshmallow 13. Bây giờ mình không biết là nó đổi tên thành gì rồi. Giá thành thì khá là dễ chịu. Nhưng sau tất cả những cái phiên bản clone đã từng thử qua của Another 13 thì tôi xác nhận một điều rằng Another 13 là chai nước hoa đáng mua nhất cho đến thời điểm hiện tại, là clone ổn nhất của em này. Về phần thiết kế thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có một cái thiết kế màu xanh rất đặc trưng. Tất cả những cái chai của nhà Alexandria size lớn như thế này thì về cơ bản là chả có gì khác nhau cả, chỉ thay mỗi cái phần tên thôi, kể cả nồng độ cũng như là thiết kế của chai nước hoa, nắp nồng các thứ. Cá nhân mình thì mình rất thích cái màu xanh này. Cái phần nắp này thì cũng rất là cứng, các bạn có thể thỉnh thoảng mang ra để tự vệ, ném những cái đối tượng mà các bạn ghét hoặc là ném những con chó chuẩn bị lao vào bạn. Nhà này thì cá nhân mình, các bạn có thể thấy trên kệ kia là vài con của nhà Alex bầy thôi thì trông cũng rất là xịn sò. Vòi xịt của AZ13 thì cũng rất là ổn, ở trên cái tầm giá đâu đó khoảng tầm 2 triệu thì các bạn cũng có thể đánh giá vòi xịt này ở mức kiểu trên trung bình một tí, nó khá là hợp lý. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần quan trọng nhất, đó chính là về phần mùi hương của em nó. Đầu tiên thì hai cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì đối với cá nhân mình, cái phần top note là cái phần mà các bạn có thể dễ dàng nhận biết nhất. Ở cái phiên bản AZ13 này thì khi mà các bạn vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi cảm giác xạ sạch, rất là dễ chịu, có phần ngọt. Và đối với cá nhân mình ấy, thì AZ13 nó có một cái độ ngọt rõ rệt hơn so với AZ13. Nếu như ở phần top note của Le Labo AZ13 thì các bạn đã nhận ra một cái mùi nó giống như kiểu những cái cuốn sách mới mà các bạn vừa mới mua ở những cái nhà sách về, các bạn lật những cái trang của nó ra thì các bạn sẽ ngửi thấy mùi sách mới, một chút hơi kiểu mùi ngậy ngậy, kiểu hơi kiểu ngái ngái đến từ kiểu mùi hơi mùi keo mà dán những cái bìa sách nữa. Thì ở AZ13 các bạn nhận thấy cái phần đó ở top note rất rõ rệt. Nhưng đối với AZ13 thì nó sẽ ngọt đậm cái vị trái cây hơn một xíu so với phiên bản này. Và với cá nhân mình thì mình thấy rằng là AZ13 nó có phần mở đầu dễ chịu hơn so với Le Labo AZ13. Và sau khoảng tầm 5 phút thì bắt đầu mùi hương của AZ13 nó có xu hướng là nhẹ dần đi xuống và bắt đầu bền lì hơn ở trên da. Thì lúc đấy đối với Le Labo AZ13 thì các bạn sẽ thấy rằng là mùi hương bắt đầu có độ
tỏa hơn, bung hơn về phần mùi hương. Sau khoảng tầm nửa tiếng thì Anna giờ 13 bắt đầu lên cái nét ngọt của trái cây, ngậy ngậy, béo béo, ngọt theo cái hơi hướng kiểu những cái quả lê đường. Sau đó sẽ cảm giác kiểu bông tơi, rất là sạch sẽ, dễ chịu. Còn đối với em này thì mùi hương có xu hướng khô hơn, lì hơn và không mang lại cảm giác ngậy béo quá nhiều như cái phiên bản của Le Labo. Thì đấy là cái khoảng tầm 30 phút là cái thời điểm mà mình nhận thấy hai mùi hương này có sự khác biệt rõ rệt nhất. Nhưng sau khoảng tầm 1 tiếng ở trên da thì phải nói với các bạn một điều rằng hai mùi hương này, nói thật là với những người mà chưa ngửi nước hoa quá nhiều thì các bạn có thể thấy rằng nó gần như là một. Rất rất khó nếu như bạn không có hai phiên bản này để side by side hai mùi với nhau thì các bạn gần như sẽ không nhận thấy đâu là Azure 13 của Alexandria và đâu là Le Labo Azure 13. Đấy là một cái điều mình khá bất ngờ, tại vì mình có mặc cái mùi hương này vào một buổi chiều tối đi đá bóng. Thì sau khi đến sân thì các anh có bảo là mày đi đá bóng mà mày cũng xịt nước hoa à? Có người thì dùng nước hoa và có hỏi rằng là kia ơi, bây giờ cái chai em đang dùng đấy thì nó bán bao tiền, tại vì ông ấy nghĩ rằng cái mùi tôi đang xịt là mùi A13 của Le Labo. Thì tôi cũng khá là bất ngờ vì cũng có người biết nước hoa. Thế nên là với hai cái mùi hương này thì nó thật là với những người ngửi thoáng qua chốc nhát, kiểu lướt qua nhau hoặc kể cả có 5-10 phút, với những người chưa dùng nước hoa nữa thì các bạn sẽ rất khó để phân biệt được đâu là phiên bản clone và đâu là phiên bản gốc. Nhưng nếu như bạn như mình đã từng side by side hai mùi này, đặc biệt là vào những buổi sáng khi mũi của các bạn sạch, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phiên bản AZ13 mùi hương có xu hướng mỏng hơn một xíu, dễ chịu hơn, lì hơn, khô hơn ở trên da, không quá ngọt như là ở Anna 13. Và ở Anna 13 thì các bạn nhận thấy một cái độ ngậy rất rõ rệt, béo càng ngày nó càng xuất hiện rõ từ phần top nốt biến chuyển. Còn với em này thì gần như là các bạn sẽ thấy mùi hương nó sau khoảng tầm nửa tiếng nó cứ đi tầng, nó đi ngang, nó không có một cái sự biến chuyển bất cứ nào cả. Và mình còn nhận thấy ở trong chai nước hoa AZ13 này cái cảm giác là cái nét gỗ nó lên rõ rệt hơn chứ nó không ngậy vào. Nhưng mà đây là một cái mà tôi đánh giá rằng tôi sẽ thích AZ13 của Alexandria hơn. Tại vì mình cũng đã nói rồi, mình có một cái video review riêng về em này, thì mình nói rằng là mình không hề thích A13 một xíu nào. Mình không thích. Và nó mặc nó làm mình cảm giác hơi mệt. Thế nên là khi mà mình xịt AZ13, mình cũng kiểu ở trên một cái tâm thế là mình ghét cái mùi của A13 rồi, thì liệu clone mình có thích không. Thế là mình cũng khá là bất ngờ, tại vì trên da mình thì nó lên nhiều gỗ hơn, ấm hơn và dễ chịu hơn, mỏng hơn. Thế nên là mình nghĩ rằng với Alexandria nó sẽ có cái xu hướng là các bạn sẽ mặc được nhiều dịp hơn và có nhiệt độ cao hơn một xíu, thoải mái về cái khâu nhiệt độ hơn là so với chai nước hoa A13 của Le Labo. Và cũng nói thẳng luôn là nó sẽ đa dụng và dễ dùng hơn so với chai nước hoa này. Vậy thì cái phần hiệu năng của em nó như thế nào? Đây là một cái các bạn cũng rất quan tâm đúng không? Có thể nói đó chính là Anna 13 ở trên da có một cái độ tỏa tốt hơn so với cái phiên bản clone này. Nó tỏa tốt hơn khá rõ rệt, đặc biệt là trong khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đầu thì Anna 13 các bạn nhận thấy một cái sự bung tỏa cực kỳ mãnh liệt. Còn đối với cái chai nước hoa Azure 13 này thì mặc dù có những hôm đi đá bóng đó như tôi kể thì nhiệt độ cơ thể cũng tăng, nhưng mà mùi hương mình nhận thấy cũng không quá rõ so với chai nước hoa này. Và nếu như các bạn gặp phải tình trạng đó là Anna 13 kiểu xịt thật ẩn thất hiện thì tôi khẳng định với các bạn luôn đó là chai nước hoa này nó sẽ không mang tới cảm giác đấy, lúc nào nó cũng ở đó với một cái độ tỏa như vậy thế thôi. Đấy, nên là các bạn không phải lo là em xịt thoát ẩn thoát hiện nên là em mua clone liệu có thế không, thì tôi khẳng định là không. Và độ tỏa hương của con này khoảng tầm nửa cánh tay quay đầu, nó sẽ tỏa tốt ngay trong phát xịt đầu tiên, nhưng mà khoảng tầm nửa tiếng thôi thì các bạn nhận thấy nó mỏng hơn ở trên da và có nhiệt độ thì nó sẽ tỏa tốt hơn theo nguyên lý cơ bản của nước hoa. Đó. Còn về cái phần lưu hương của chai nước hoa này nhá, thì tôi phải nói rằng là hai con này lưu xem nhau, thậm chí rằng nhiều khi tôi còn nhìn thấy AZ13 của Alex nó còn có một cái độ lưu nhỉnh hơn so với em này. Em này đặc biệt là những cái thời tiết nóng một cái thì con này tỏa mãnh liệt quá nên là cái độ bền bùi ở trên da nó kém hơn. Còn đối với con này thì tôi nhớ là tôi xịt từ sáng cho đến
tối trước khi đi tắm tôi vẫn ngửi thấy mùi của em nó. Chỉ cần đưa nhẹ lên như thế này là tôi có thể ngửi thấy. Thì riêng con này về độ lưu cực kỳ tốt. Thế nên là các bạn cũng có thể mặc để đi làm văn phòng nếu như các bạn thích một cái mùi hương hơi hướng xạ, sạch, hơi tí ngọt, trái cây, để mặc từ sáng đến tối thì con này đáp ứng đủ, đặc biệt là không gây khó chịu cho những người xung quanh. Và cuối cùng đó chính là về phong cách và độ tuổi cũng như là cái giới tính. Thì cá nhân tôi thấy hai con này nó cũng chẳng có giới hạn giới tính đâu. Nam nữ đều xài được hết, vì cái tông mùi xạ này nó cũng chẳng có xu hướng là phải là nam. Đặc biệt là cái nhóm mùi xạ với cũng chút ngọt như này thì đều mặc được. Từ khoảng tầm 18-20 cho đến khoảng tầm 30, các bạn cứ thích vai là các bạn mặc thôi. Những cái nhóm mùi xạ này thường nó hướng tới cái xu hướng là unisex, ai cũng có thể mặc được. Còn về phong cách thì tôi nghĩ rằng là chắc là sẽ là đừng cái kiểu cá tính quá, hay là cái kiểu tông màu đen hết. Còn vai màu như thế này, đây như thế này, các bạn cũng hoàn toàn mặc được. Các bạn nữ váy bồng bềnh các bạn vẫn mặc được, chả sao cả. Chỉ là kiểu cái xu hướng thời trang nó trung lập một tí, nó không rõ ràng là cá tính hay là kiểu bánh bèo quá thể, thì các bạn đều mặc được em nó, rất dễ xài. Và đối với cá nhân mình thì mình khuyên các bạn nếu như đang lăn tăn về vấn đề tài chính, đang tìm clone, thì AZ13 của Alexandria là một trong chai nước hoa rất 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 đáng mua. Đa dụng hơn, hiệu năng ổn, độ tỏa nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn ở khí hậu Việt Nam, đặc biệt là giá thành cũng rất rất rẻ. Vì thế thì Ân AZ13 dạo này còn bảo là nghe hiệu năng còn giảm nữa cơ. Thì không biết là các bạn đã thử qua AZ13 của Alexandria chưa? Hãy cho cảm nhận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!